xuống xe dắt bò anh kia. Cửa hàng đó thì mình từ cửa hàng đó mình đi xuống dưới, chứ tại sao mà mình cứ chạy trên vỉa hè mà mấy hôm nay là toàn thành phố người ta đang báo liên tục về cái chuyện tệ nạn chạy trên vỉa hè rồi. Cái này phải rút kinh nghiệm thôi, phạt lần là mình đấy. Bây giờ này phạt nhá, phạt 350 là sẽ nhớ thôi nhá. Rồi góp phần cùng với thành phố Bình Giang các vấn đề mà còn tồn động, những người dân mà hai như thế này thì làm sao mà 13 triệu dân thì làm sao mà thành phố, làm sao thành phố có thể điều hành nổi? Bây giờ ai cũng như thế, ai cũng như chị, thì không thể nào mà thành phố này có thể tốt đẹp được.